Xin chào tất cả các bạn nha. Trước khi vào video của bạn nhớ bấm like, đăng ký để cập nhật những video mới nhất từ mình nhé. Tiếp tục video này mình giới thiệu cho bạn tham gia một dự án là Safi Zoom. Để tham gia giá hôm nay các bạn click phần link mô tả dưới video mở Telegram Start Chatbot các bạn. Và bấm show này up. Rồi, mình sẽ nhận được 1 triệu token Zoom nữa các bạn. Nhiệm vụ đầu tiên các bạn join kênh group kênh seller để nhận 250 token Zoom nữa các bạn. Rồi các bạn bắt up lại token chum này sẽ đến trên sàn PancakeSwap mà. Rồi tiếp tục qua follow tweet và tăng 3 người bạn nữa các bạn. Trên Twitter này các bạn theo dõi nè. Các bạn like nè, các bạn chỉnh dẫn cho tweet tăng 3 người bạn nè. Không biết Medium có lót được không nữa. Hy vọng lót được các bạn. Rồi các bạn bắt up lại nè. Rồi tiếp tục follow tweetbot thì mình đã tweetbot. Rồi, các bạn follow minimum nè. Được rồi. Ok, chắc được rồi. Lót quá đẹp. Rồi, các bạn follow nha bạn. Rồi, các bạn bắt up lên nè. Tiếp tục xuống tiếp kênh seller nữa nè. Rồi. Tiếp tục follow về tweet. Nguồn ngay gấp ta các bạn. Các bạn tìm vài bi. Rồi, các bạn like nè các bạn. Các bạn chỉ dẫn như tweet lại nha bạn. Rồi các bạn bấm cho register nè. Rồi bạn lướt trang nha bạn. Laptop. Rồi các bạn điền địa chỉ email của tất cả các bạn vào các bạn. Rồi tiếp tục các bạn gửi địa chỉ bên bên sản phẩm trên Bet20 trên dưới trước wallet của mình nha các bạn. Rồi mình gửi lên cho bot. Tiếp tục các bạn gỡ lần điên mà đọc file Twitter mình nha các bạn. Bạn nhấp vào bao gạch cùng, nhấp vào một hồ sơ nè. Các bạn nhấp vào bao gạch cùng, nhấp vào chia sẻ nè. Các bạn sao chép đường điên Twitter mình nè. Rồi các bạn gỡ lên cho bot nè. Tiếp tục các bạn gỡ lên link Reweet nè. Rồi bài Twitter Safi Zoom nha các bạn. Thì các bạn mở Twitter tất cả các bạn ra nè. Các bạn nhấp vào ba gạch cùng, nhấp vào một hồ sơ nè. Các bạn chia sẻ các bạn, các bạn đã tweet tăng 3 người bạn nha các bạn. À. Rồi các bạn sẽ chép liên kết nè, các bạn gửi cho bot nè. Follow Free Sale Inter tweet link Safi Zoom. Rồi tiếp tục các bạn gửi lại một cái link tweet nữa nè các bạn. Ôi sao kỹ ta. Rồi nó không kêu yêu cầu các bạn gỡ lỡ tweet Safi Zoom thì các bạn cũng nhấp cho ba gạch cùng nữa bạn. Nhấp cho một hồ sơ nè. Các bạn chia sẻ cái bài tweet tiếp tục nha bạn. Bài trên đầu đi. Hai bài không biết bài nào luôn. Rồi các bạn gỡ bài trên đầu cũng được, bài thứ hai cũng được các bạn. Rồi tiếp tục. Su Winter. Rồi các bạn bấm mail theo net nha bạn. Rồi các bạn gỡ đường link profile minimum mình nha bạn. Thì bằng mắt nhà minimum nữa. Các bạn nhấp vào ảnh đen đen nè, nhấp vào ảnh avatar của mình nè các bạn. Nhấp vào trang cá nhân của mình nha các bạn. Rồi chờ lâu chút xíu các bạn. Rồi bạn nhấp vào ba gạch cùng nữa. Các bạn sao chép lên nè. Rồi bạn gọi lên cho bot nè. Rồi nó có join kênh channel không thì các bạn bấm AHL Sonnet nè. Rồi coi tweet hôm qua AHL Sonnet nè. Rồi tiếp tục cùng bấm vào menu nè. Các bạn bấm Mi Balance để mình nhận được 1 triệu token minimum chum nè các bạn. Bạn gì lên ghép sẽ em về người thân nó kiếm token các bạn. Như video hôm nay cũng kết thúc. Mình chào tạm biệt các bạn. Hẹn tất cả các bạn vào những video clip tiếp theo từ mình nhé.